Rồi đem cái kênh của mình để mình quay xe con nong đi lên đèo nhé mọi người. Mọi người xem hay thì like và đăng ký kênh nhé mọi người. Mọi người ủng hộ kênh của mình nha. Kênh mình rất nhỏ lắm, mọi người ủng hộ. Còn mình sẽ làm với mọi người mì nô mì đánh núi. Đường đi hàng ngày của mình với mọi người. Trên xe là hai thùng nước cho mọi người, hai thùng phì nữa cho nước lên rải. Này, quay cảnh cho mình xem trên núi này này, rất đẹp lắm. Đèo bên nước cho rom đấy mọi người. Đây, hai đường đi này, đường lên bên kia là rải bên kia đấy mọi người. Đây, mình đi đường dưới này nè. Để qua đèo rồi đó mọi người. Qua đèo rồi. Để... bên rải này mì người ta rất là đẹp này.
khác đó mọi người. Hiện tại quá nhiều rồi. Lên rãi mà tên đâu mọi người. Đây lên hết eo rồi. Thấy đường đẹp rồi mọi người. Đường đẹp rồi này. Bên núi Chợ Đom nhé mọi người. Đường này nè. Mình kết thúc video tại đây nhé mọi người. Để mọi người hay thì like và đăng ký kênh nha mọi người, ủng hộ cho kênh của mình nha mọi người. Được sống cho Ba TV. Kênh Nachiri.